Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958 nạp mạng. Quý vị gia chủ tuổi Mậu Tuất là người hiền lành, ít nói và đôi lúc trở nên yếu đuối rụt rè, thiếu khí chất của đấng nam nhi. Bởi đa số đều được người thân bảo bọc từ nhỏ đến lớn. Mọi việc đều có người định liệu sắp xếp. Vào đời với điều kiện thuận lợi, đủ đầy thì dù làm ít vẫn được hưởng nhiều. Nói chung bản mệnh, kém sức phấn đấu, không dám mạo hiểm hay là tự quyết đoán nên rất dễ có thể bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp để chúng ta làm ăn, khởi sắc sự nghiệp. Ngoại trừ thời thế tạo anh hùng, từ một người non kém bỗng trở nên dày dạn, cứng cỏi mà thôi. Để có thể biết rõ hơn về cuộc đời của nam mạng tuổi này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi kỹ bài phân tích ngay sau đây. Gia chủ nam mạng Mậu Tuất sinh năm 1958 có cung mệnh thuộc cung Trấn, trực Bình, mệnh Bình địa mộc, cây mọc đất bằng, khắc sa trung kim, con nhà Thanh đế phú quý, xương con chó, tướng tinh con vượn, Phật bà Quan Âm độ mạng. Xét tổng quan cuộc đời bản mệnh, Phong thủy Gia Cát xin được trích dẫn bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, mạng Bình địa là cây đất bằng. Hạ thu lỗi số khó khăn, hai mùa vất vả, lăng xăng cực hoài. Đông xuân thời đặng gặp may, thanh nhàn sung sướng ít ai dám bì. Có lúc tai nạn hiểm nguy, may nhờ Phật độ không bì bỏ thân. Tiền vận lắm lúc lui thôi, nhà cửa nhiều lớp có rồi cũng tan. Nhưng mà mạng số giàu sang, vinh hoa phú quý an nhàn tấm thân. Số đặng vui vẻ thành thơi, người nhờ âm đức của trời ban cho. Tổng quan, những người nam giới tuổi Mậu Tuất được hưởng phúc phần của trời, cho nên có cuộc sống an nhàn, vui vẻ, vinh hoa phú quý. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 đến 83 tuổi, nếu sống lương thiện, tạo nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ, tình duyên. Chuyện tình duyên của những người nam giới tuổi Mậu Tuất được phân thành 3 trường hợp sau. Chuyện tình duyên trong cuộc đời có thể sẽ thay đổi lên đến 3 lần khi mà những người này sinh vào các tháng 5, 7 và 11 âm lịch. Số lần thay đổi trong chuyện tình duyên sẽ là 2 nếu là bạn sinh vào các tháng 1, 3, 4, 6 và 12 âm lịch. Đường tình duyên viên mãn chỉ kết hôn một lần trong đời khi những người này sinh vào các tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Gia đạo công danh. Gia đạo của những người nam tuổi Mậu Tuất có nhiều hay đẹp, nhưng là nhờ vào phúc phận của những người vợ mới được như vậy. Con đường công danh chỉ dừng ở mức bình thường, từ năm 30 tuổi trở đi sẽ tạo được thành quả về danh vọng. Sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 30 tuổi, tài lộc dồi dào, cuộc sống an nhàn, dư giả. Tuổi hợp làm ăn. Trong công việc, những người nam tuổi Mậu Tuất nên chọn những tuổi hợp với mình để mọi chuyện được suôn sẻ thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều tài lộc, không lo thất bát, đó là các tuổi Đinh Hợi và Quý Mão. Ngoài ra, việc đeo thêm vòng tam hợp theo tuổi cũng giúp bản mệnh chiêu đón quý nhân và những mối quan hệ chất lượng. Cụ thể với nam Mậu Tuất sinh năm 1958 nên sử dụng vòng tam hợp Dần, Ngọ, Tuất. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não, mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên mã não màu đỏ này còn khắc hình ba linh vật Dần, Ngọ, Tuất, giúp quy tụ năng lượng, tam hợp, chư quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông. Đặc biệt, vòng được khai quang trì chú trì lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn bình an và trở thành một trong phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ, hữu duyên thì nên thỉnh để có thể cảm nhận được sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Lựa chọn vợ chồng, Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu và Ất Mùi là các tuổi hợp với Mậu Tuất nam mạng cả về đường công danh lẫn tài lộc. Lựa chọn kết duyên với các tuổi này thì bạn sẽ có được một cuộc sống cao sang quyền quý, không có gì phải lo nghĩ. Kết duyên với các tuổi Mậu Tuất, Canh Tý, Giáp Thìn và Bính Ngọ thì đời sống hôn nhân của bạn chỉ hòa hợp về mặt tình cảm, còn công danh sự nghiệp sẽ phải gặp rất nhiều trở ngại. Còn nếu bạn lựa chọn các tuổi Nhâm Dần và Bính Thân để nên duyên vợ chồng thì không chỉ mang lại những trái ngang mâu thuẫn trong hôn nhân mà còn ngăn trở sự phát đạt trên con đường tài lộc. Tóm lại, cuộc sống sẽ vô cùng vất vả nếu hai người đến với nhau thì sẽ phải nỗ lực cố gắng hết sức mới mong được hạnh phúc. Những người nam giới Mậu Tuất không nên kết hôn vào các năm xung khắc trong đường tình duyên, đó là các năm 20, 26, 32, 38, 44, 50 và 56 tuổi.
Nếu kết duyên vào những năm này thì cuộc sống hôn nhân sẽ không được hạnh phúc, gặp phải rất nhiều trở ngại. Tuổi Đại Kỵ, những người nam giới tuổi Mậu Tuất không nên lựa chọn hôn nhân hay cộng tác làm ăn với hai tuổi Đại Kỵ là Tân Sửu và Quý Sửu. Nếu kết hợp với hai tuổi này thì Mậu Tuất nam mạng làm việc gì cũng thất bại, tiền bạc thất thoát, tình duyên giang dở. Nếu hai người đã trót lỡ yêu thương và muốn chung sống với nhau thì không nên tổ chức rầm rộ mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám thì có thể ăn ở với nhau đến trọn đời. Trong công việc thì không nên hợp tác với những người tuổi này vì sẽ hao công tốn của. Còn trong gia đình nếu gặp tuổi Đại Kỵ thì nên cúng sao giải hạn của mỗi người hàng năm để hóa giải bớt vận hạn. Năm khó khăn nhất, những người nam giới tuổi Mậu Tuất cần chú trọng phòng trừ bất trắc trên mọi phương diện và các năm khó khăn nhất trong cuộc đời của mình, đó là 24, 27, 29 và 31 tuổi. Nếu thờ ơ, không quan tâm thì cuộc sống sẽ gặp nhiều rắc rối bệnh tật. Để tăng cường vận may trong cuộc sống, giúp gia chủ luôn được khỏe mạnh tấn tới, bình an vô sự. Bản mệnh hãy luôn giữ cho riêng mình pháp khí chiêu nạp tài phúc hàng đầu của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công, viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan vua, tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những nối kết chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh lịch, thanh tịnh, giúp người sử dụng, gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng, các bộ lục tự đại minh chú, Om Mani Padme Hum, là một câu nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn và cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa rất lớn nói về trí tuệ, kèm theo những dòng chạm khắc tinh tế, hình ảnh đài sen, chính là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh sôi, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế khai quang nạp chú chỉ lực và xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất chính là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt thì mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, thời điểm hoàng đạo cho việc xuất hành của những nam giới tuổi Mậu Tuất là ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Nếu xuất hành vào thời điểm trên thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, như ý muốn, gặt hái được nhiều thành công, vạn sự tất thành, đại cát, đại lợi, diễn biến từng năm. Từ năm 20 đến năm 25 tuổi, vào năm 20 tuổi, tài lộc dồi dào, có nhiều tốt đẹp trong chuyện khoa cử. Năm 21 tuổi là năm trung bình, tài lộc bị suy yếu. Năm 22 tuổi và năm 23 tuổi cần đề phòng tai họa và những điều không ai xảy đến. Trong năm 24 tuổi và năm 25 tuổi, công danh và tình cảm có nhiều hay đẹp. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi cần phải cẩn trọng trong công việc, tránh xuất hành đi xa kẻo hao tài tốn của. Năm 27 tuổi và 28 tuổi, mọi chuyện ổn định ở mức trung bình. Năm 29 tuổi và năm 30 tuổi, tài lộc và danh phận được tốt đẹp. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, công danh sự nghiệp có nhiều chuyện, cơ hội thuận lợi để phát triển và thu được nhiều thành quả vào năm 31 tuổi. Năm 32 tuổi và năm 33 tuổi tiền bạc dồi dào, đề phòng tai họa ập đến bất ngờ vào năm 33 tuổi. Trong năm 34 tuổi và 35 tuổi, không có bất kỳ biến cố nào quan trọng xảy đến. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, vận may song hành trong suốt năm 36 tuổi đem lại nhiều thành tựu. Có hạn nhẹ vào năm 37 tuổi và năm 38 tuổi nên tránh xuất hành đi xa hay thực hiện các dự định lớn.
năm 39 tuổi và năm 40 tuổi, thận trọng trong mọi việc trong cuộc sống cũng như quản lý tiền bạc, nên dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình và con cái. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, có nhiều điều hay đẹp trong những ngày này, nhưng vẫn nên cẩn thận trong công việc và sự nghiệp. Gia đạo có chút phiền muộn. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, có nhiều mâu thuẫn, tranh cãi xảy đến vào những năm này. Nhìn nhận, nhận định kỹ càng mọi vấn đề sẽ tìm ra hướng giải quyết hợp lý. Phải thận trọng trên mọi phương diện, đặc biệt là chuyện công việc. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, vào những năm này, mọi việc trong cuộc sống đều thuận lợi dễ dàng, bạn tu trí làm ăn và dành nhiều thời gian nhiều hơn cho con cái gia đình. Thưa quý vị, mọi luận giải tử vi trọn đời 1958 năm mạng trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát, đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ cho tất cả quý vị chủ động trước những thuận lợi hay khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự tu dưỡng và hành thiện của mỗi người thì mới có thể đem lại may mắn, bình an, tài lộc, vẹn tròn và lâu dài. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.